Này mình mới thấm. Thank you.
Thịnh ạ. Thịnh nó đang pha lên cho ông đấy. Để ông hỏi thế. Ông không biết cháu nó đang làm vậy. Nếu như là ông tuổi gì. Bóp nặng vai ra. Tuổi ấy là kinh nghiệm. Nặng gia đình này đó. Tôi lại. À, mình ra nhà của làm các cái đồng tay. Sao đầu căng căng tay ra. Mát xa ra đầu. Thì nhận mát xa ra đầu. Yeah.